Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Khả Như là gương mặt ăn khách của sân khấu kịch thế giới trẻ. Khán giả lẫn đồng nghiệp đều yêu mến Khả Như, một diễn viên nhiệt huyết với nghề, luôn luôn đổi mới, thử thách chính mình. Cô ngày càng biến hóa đa dạng hơn trong từng vai diễn, chinh phục những khán giả khó tính nhất. Ơn giời, Khả Như đã được quay trở lại. Khi mà nhận được lời mời Ơn giời cậu đây rồi á, thì Khả Như cũng muốn mình được một lần thử sức lại. Chính bàn tay này đã đắp vô lưng mặt bánh bèo của chàng đó. Chàng có nhớ em không? Diễn kịch bên ngoài, nếu như có kịch bản thì rất là dễ chịu, nhưng mà để có những cái tình huống mà cho diễn viên xử lý á, thì đó là một thử thách làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn với nghề diễn của mình. Khả Như không hiểu sao mà rất là nhiều bạn khi tham gia Ơn giời đều nhắn tin cho Khả Như là phải làm cái gì, trong đó có Liêu Hà Trinh. Thì Khả Như chỉ truyền lại cái kinh nghiệm đó là khi mà vào phòng hãy tin mình là nhân vật đó, hãy tin mình là câu chuyện đó. Tất cả những ai tham gia chương trình đều ao ước được một lần đoạt cúp. Lần trước Như tham gia xong thì mọi người cũng nói Như đoạt cúp cuối cùng thì anh Trương Thế Vinh anh đoạt. Thì Như cũng hy vọng là mình sẽ được may mắn đoạt cúp, làm một cái gì đó để cho mình phấn đấu, một cái sự khẳng định là thì ra là mình cũng thông minh, vượt qua được tình huống một cách nhạy bén. Còn vài phút nữa vào phòng rồi thì Như nghĩ là bạn đừng hỏi Như gì nữa, bởi vì Như cảm thấy rất là run và hồi hộp. Và Như báo trước với trưởng phòng là đừng để cho Như không biết phải làm gì, Như sẽ giết chết trưởng phòng. Khả Như đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần thể hiện của mình. Hãy chờ xem Trấn Thành sẽ mang những điều nguy hiểm như thế nào đến cho Khả Như. Chúng ta hãy chào đón căn phòng của Khả Như. Đi đâu vậy? Em thôi khỏi dòm nha. Em là người có kinh nghiệm, em tính lên đây để em địa quá hả? Trời đất ơi. Em chỉ muốn coi tình hình nó như nào thôi. Không cần coi nha. Lần trở lại này thì đâu có gì đâu khó khăn đúng không? Dạ không, khó chứ anh. Khó gì? Sợ chứ, chương trình càng ngày càng khó, như các bạn chơi ngày càng giỏi. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mời vô phòng. Ơn giời, vợ của anh đây rồi. Em chào anh, chồng của em. Phải chồng thiệt không? Ừ. Cười cỡ đó, học cỡ này, ổng chồng đó. You sit down. Yes, I know. Đợi anh xíu. Cái ghế này nó sợ nó bẩn chết đi được. Sao được á? Em bên này hả? Thì tất nhiên anh bên này phải không? Để đó cho em. Không có, anh đứng. Anh đứng. Anh đứng hả? Em đừng có làm cá chùa kiến nha. Dạ rồi. Cứ ngồi ở đây, anh không muốn em làm gì cả. Dạ. Anh là một người chồng mà có một cái quy luật trong cuộc sống là vợ anh là cha là mẹ, muốn làm gì làm. Em như bà nội với anh, em đừng có đụng tay đụng chân gì hết trơn. Anh đau lòng, anh chết. Anh biết không, sở thích của em á, khi lớn lên là em ước mơ mình được làm mẹ thiên hạ đó. Mà bây giờ em được làm mẹ bà nội luôn rồi, em thích quá. Em biết không, năm nay là năm 2813. Anh cũng không biết là vợ chồng mình có yêu nhau được lâu không. Anh thấy là người ta nói là càng văn minh là con người nó càng vô tình. Người ta càng văn minh, người ta càng yêu nhau chứ sao, mà tại sao mà người ta càng văn minh, người ta càng vô tâm là sao anh? Tại vì người ta càng văn minh, người ta không có coi trọng tình cảm. Chị ta coi trọng cái gì? Người ta thấy là cái người này không hợp, người ta chia tay ngay. Trời ơi, trừ khi anh lạc giới mới bỏ em thôi chứ em mãi mãi yêu anh. Trời ơi, nói câu nghe muốn chết hả? Bị xứ. Em thương anh mà. Mà đây này cứng. Ôi thương quá em. Dạ. Bánh kem nè, thổi đi. Thổi cái gì anh? Đèn cây nè. Là thôi buổi này làm gì còn lửa nữa em. Em tưởng tại vì em cũng ngại lửa lắm đó anh. Đúng rồi. Dạ. Bữa đó em nhớ không? Không biết thổi cái gì mà nó phùng vô mặt. Trời ơi. Thôi anh,
mấy cái thứ đó anh bớt nhắc lại để em nhức đầu rung rinh em xỉu là khỏi diễn anh nha. Bớt tiếp xúc với lửa nha. Dạ. Vậy em thổi đi là tự động đèn cày tắt à. Dạ. 2, 3. Anh không những đẹp mà anh còn dơ nữa. Tắt đèn cày liền thấy không? Dạ. Anh chỉ muốn nói em nghe nè, quen nhau 3 năm rồi, lấy nhau 3 năm rồi, em có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau ở đâu không? Sở thú. Ngày hôm đó em đi tìm một cái gen mới, một cái gen phát triển cho con người chống vi khuẩn. Em lạc vào một cái chuồng khỉ, anh biết chắc rồi. Thì em thấy có một con nó lạ hơn những con khác. Anh biết lúc đó anh làm gì không? Lúc đó anh đang ở chuồng voi. Anh đang đút mía cho voi ăn. Dạ. Cái anh ngó qua bên chuồng khỉ, anh thấy có một con nhỏ nào đu ngay chuồng khỉ như một con khỉ. Thế rồi anh thấy em như vậy cái anh trào quá. Anh sợ anh không có bắt nhịp kịp với em. Thế là anh vội vã bắt chước em. Hai đứa mình đu như hai con khỉ điên trên sàn. Hai con khỉ điên chúng ta làm gì? Đu. Cứ thấy nhau kia, mình nói ủa, cô cũng có thân thú với động vật à. Chào anh. Em cứ ngỡ anh là động vật luôn chứ. Tại vì anh có sự đồng cảm với động vật. Cho anh hỏi là tại sao em lại yêu động vật? Em yêu động vật. Nó vô tình nó đến bất ngờ giống như là em bất ngờ với anh vậy đó. Trời đất ơi, ở đâu mà rớt xuống một người đẹp như vậy với tôi vậy nè trời. Trời ơi, cảm ơn anh. Ở đâu mà rớt xuống một người tưởng mình đẹp như anh vậy nè. Cái đó không phải là nghĩ là tưởng là mình đẹp, mà anh biết cái gu em lạ. Dạ. Năm đó em yêu anh vì cái gì? Năm đó em yêu anh vì tài năng của anh. Em nhớ là anh đu trên sào, anh uống ngược xuống, anh uống dẻo đó. Anh làm lại cho em coi đi, em nhớ quá hả? Dạo này cái mong muốn được làm mẹ thiên hạ của em đó là bộc phát rồi phải không? Dạ rồi, không thôi là em bị bật đó. Em bị bật là em hết yêu anh. Ok, em là vợ của anh vì em làm everything. Giờ em để cái ly nè, anh cuốn người xuống, anh lấy cái ly giùm em nha. Dạ, em mày đặt mày đặt anh đẻ ra nhiều thứ gì cho giờ cực anh ghê. Ừ, anh bẻ nè, bọn anh xưa cái đu đây ha. Dạ. Cái anh bẻ người ngược lại, anh lấy cái ly nè. Đó, vậy đó, ừ. Dạ. Anh thấy anh làm cũng không giống ai luôn cái thiệt. Không giống cái gì á. Cảm ơn vì sự cố gắng của anh. Lúc đó em thấy anh làm không được nên em mới yêu anh đó. Em thương hại anh? Dạ, em không gọi là thương hại nhưng mà em lỡ hại anh rồi nên em thương anh. Em có yêu anh không? Anh nói thiệt. Em có yêu anh mà. Tại vì anh sợ lắm em có biết không? Trái đất bây giờ văn minh quá, con người người ta tàn sát lẫn nhau nhiều virus quá. Nếu một ngày nào đó anh mất đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em? Ai sẽ lo lắng cho em? Dạ. Liệu em còn nhớ đến anh không? Em không. Tại sao? Tại anh hỏi hoài. Anh mất đi rồi anh sẽ biết. Thôi nói giỡn thôi. Tại vì anh lo xa quá. Anh nói thiệt, tại vì anh là người đàn ông quá lo xa. Anh bớt hoang đường để cho chúng ta có thể mà dịch mộng với nhau nhá. Anh không biết anh có bị nhiễm virus hay không, mà dạo này càng ngày anh càng mập ra. Không anh, cái giai đoạn mập nhất không phải là giai đoạn này. Em có nhớ một cái giai đoạn mà cái mặt của anh tròn hơn một cái mâm. Anh mặc đồ mà thịt nó nhức ngược trở ra. Anh giống như một cái bánh bông lan bỏ vào nước, nó nở thè lè đụng vô bụng beo ghê quá anh ơi. Vợ tôi nó mới tả cái gì vậy ta? Em có phải tả con người hay tả anh không mà sao? Em tả cái gì mà thấy ghê vậy? Bộ anh có giai đoạn đó sao? Anh quên mất rồi hả? Không cần nhắc lại, không cần nhắc lại, được rồi. Không cần nhắc lại, anh hiểu, dạ. Anh nhớ rồi, ok. Như vậy tốt rồi. Em không hiểu anh. Anh sợ một ngày nào đó anh quên mất em. Em có tin điều đó không? Em cũng sợ lắm. Sao vậy cơ? Em sợ là một lúc nào đó anh bị đồ ăn chèn vào não. Rồi anh lại mập như lúc cũ. Ơi, làm sao một cái hiện tượng kinh khủng đó có thể xảy ra? Em không biết. Đồ ăn nó chèn vô não qua cái đường nào em? Em không biết, nhưng mà em thấy là với cái lịch mà anh hay ăn và những thứ mà anh tưởng tượng dồn từng ngày, nó vào bằng mắt, nó vô não. Len lỏi, anh quên hết mọi thứ. Anh tưởng anh con lợn không hà. Em ơi, em không có tin anh. Một ngày nào đó anh bệnh đi rồi em lúc đó em đừng có lo, nói thiệt. Em lo,
em lo, nhưng mà anh đừng có nghĩ như vậy nữa, biết đâu anh không có bệnh rồi sao. Rồi thôi kệ, vợ chồng mình yêu nhau nha. Dạ mình lại yêu nhau thôi. Anh sẽ hát cho em nghe lại cái bài mà ngày xưa lúc hai tụi mình yêu nhau, ngày đầu tiên anh cua em, anh hát trong chuồng khỉ nha. Dạ anh hát đi anh. Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời. Ôi. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta. Nhớ bài đó. Dạ nhớ, mà không có thuộc nên không dám hát chung. Vậy mà nói yêu tôi. Không phải, tại vì lúc đó em nghĩ là anh hát hay như vậy thì cái bài hát là muốn tỏ hết cảm xúc á, chỉ có anh hát thôi, em chỉ việc lắng nghe, còn hát để anh. Thật ra ngày hôm nay là một ngày quá đặc biệt với vợ chồng mình. 3 năm trời lấy nhau, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Đúng cái ngày hôm nay, một ngày định mệnh của đời anh. Định mệnh là sao? Anh có một cái giấc mơ mà anh nghĩ không biết anh có thực hiện được hay không. Anh ước mơ gì em thực hiện phụ cho anh. Anh định nói là... Chào chị. Ủa? Chào em. Ồ, em là ai? Tôi là nhân viên của công ty trữ não toàn cầu. Và đây là một công ty bảo mật, cho nên tôi không được quyền nói quá nhiều. Anh có thể bắt đầu. Khách hàng tìm tới công ty của chúng ta với mục đích là thay não. Khi mà não của họ không còn hoạt động được nữa thì người ta sẽ tìm tới đây để thay não mới. Và người nuôi não đó là ai? Đó chính là hắn. Hắn ta là người nhân bản với mã số 35204848481900122. Tôi anh xin nói là anh nói không có nhiều mà nãy giờ anh vô nói luôn với con vợ tôi luôn. Tôi xin nhắc lại thêm một lần nữa, đây là một công ty bảo mật nên tôi không được nói quá nhiều. Còn thông tin nữa nè, anh ta là người nhân bản đang nuôi não của bệnh nhân, và nhiệm vụ của anh ta là phải sống và nuôi cái não mà anh ta đang mang ở trong người, để cái não đó nó có ký ức, nó có cái cảm xúc. Và ngày hôm nay cái não đã chín mùi, đã tới thời kỳ gặt hái não. Và bây giờ tôi tới đây, tôi hái cái não đó xuống, tôi ghép vô cái hộp sọ của cái người bệnh nhân kia. Và người bệnh nhân kia chính là chồng của cô. Hiểu không? Có nghĩa là đây là không phải là chồng tôi. Không phải chồng cô đâu, chồng của cô ở đây nè. Chồng tôi sao đô dữ vậy? Là có nghĩa là cái não này phải lấy đi. Đúng. Và cái xác người đàn ông này thì sao? Thì dục làm sao? Đây là máy hấp não, lấy hết ký ức của anh ta ra rồi truyền lại cho chồng của cô. Dạ. Chính tôi phải lấy hết não của anh ta ra hả? Đúng vậy, bởi vì cô chính là nhân viên của công ty này. Nói chung đây là một sự thật mà tôi không dám nói với lại cô. Tôi không phải là con người. Tôi được công ty tạo ra để nuôi dưỡng cái não của chồng cô. Chồng cô gặp tai nạn giao thông, sau khi anh ta được chạy chữa thành công, anh ta cần một thời gian hồi phục nhất định. Và anh ta có ký kết với công ty rằng là phải để cái não cho tôi nuôi. Thời hạn là 1 năm. Tôi nghĩ là anh ta đang sắp bình phục lại rồi. Bây giờ tôi phải trả lại cái não cho anh ta để anh ta tiếp tục sống. Vậy anh cho tôi hỏi là chồng tôi có yêu tôi thật không? Tôi không biết, nhưng tôi thì có. Đừng mà, tôi không nỡ ra đi đâu. Tôi không nắm tay anh, tôi nắm tay chồng tôi mà. Cô quyết định đi.
cũng không muốn ích kỷ để tôi giữ cái bộ não này, bởi vì tôi được tạo ra. Còn anh ấy vốn dĩ đã tồn tại. 2 năm qua anh ấy ở với cô chỉ được 3 tháng đầu hạnh phúc thôi. Anh ta chẳng làm được gì cho cô cả. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể yêu được một con người. Nhưng anh ta là chồng tôi. Nhưng mà tôi muốn được sống. Có cách nào cô cho phép tôi được tiếp tục sống với cô được không? Thôi được rồi. Chắc có lẽ là tôi không xứng đáng được sống. Để tôi tự thực hiện công đoạn này vậy. Tôi cảm ơn anh. Anh là một phiên bản nhân bản tốt nhất. Nhưng mà cho dù chồng tôi có tệ, chồng tôi có không tốt với tôi, nhưng lúc anh ấy bị tai nạn tôi không có bên cạnh. Lúc anh đau nhất tôi cũng không có. Không phải như vậy. Anh ta bị tai nạn là do đêm đó anh ta đi nhậu xỉn. Anh ta ở với những cô gái khác. Anh ta lừa dối cô. Sao anh không nghĩ là tất cả những chuyện đó tôi biết hết? Vậy tại sao cô còn yêu anh ta? Một ngày là chồng, trọn đời là chồng. Nếu anh ta có bỏ tôi thì tôi vẫn gọi anh ta là chồng. Em thấy em không phải tham gia ơn đời rồi. Em thấy em giống như em bị gạt vô chương trình gì mới nữa nè. Bị gạt. Quý vị biết sao, Khả Như là một cô bé rất là giỏi, đầu óc lanh lợi, diễn hài, diễn bi tốt. Đúng rồi. Thành thử ra mà cho cô ấy một cái kịch bản quá đơn giản thì cũng dạo này giỏi thêm một cái nữa là chống chọi với lửa nữa. Đúng rồi. Gia đình mình bớt nhắc về lửa được không? Ok. Dạ rồi. Mời ý kiến của giám khảo Hoài Linh, mời anh. Cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn Việt Ngô là cái cậu mà đứng ở trong kia chưa ai thấy mặt anh ấy. Cảm ơn bạn, cảm ơn chồng em nha anh ơi. Cảm ơn Huỳnh Lập, cảm ơn Khả Như, em đã trở lại với chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Rõ ràng đây là một kịch bản mà anh thấy nó hơi rắc rối. Mà nếu mà không lanh lợi, không hoạt ngôn như em á thì có lẽ là cũng khó bẻ những cái chỗ mà em bẻ đi bẻ lại cái người trưởng phòng. Coi như là em đã vượt qua cái thử thách vừa rồi, trả não lại cho quý vị khán giả. Cảm ơn. Và như vậy là chúng ta đã biết được 4 thử thách của 4 phòng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phòng thứ 5. Trước hết sẽ gặp giám khảo cuối cùng, giám khảo Hoài Linh. Kính thưa quý vị thân mến, phòng cuối cùng đã làm hao tâm tổn lực của giám khảo Hoài Linh về vụ não. Sau 4 phòng thì anh thấy những cái phòng vừa rồi á, nó có hại bằng duy nhất một phòng cuối cùng không anh? Sau khi làm xong phòng số 4, tôi không biết là tôi còn đủ não để tôi làm phòng số 5 không. Bây giờ sẽ đến một phòng cuối cùng, hy vọng sẽ giải tỏa cho não, massage não, là cái phòng cuối cùng của giám khảo Hoài Linh. Nhưng trước tiên xin mời quý vị giải lao trong giải lát. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình.